Lê Văn Phương với hương lộ 83 Hóc Môn. Cho anh mấy lần rồi anh quay video giới thiệu cho anh thôi, quay lên up lên Facebook giới thiệu cho anh thôi. Sao anh? Chung một chỗ á. Quán nhậu là chung chủ của anh luôn hả? Ừ. Anh là chủ quán nhậu rồi luôn hả? Ừ. À. Đó, quay trong kìa. À. Có bài đi, để. Chạy quay luôn. Dạ được rồi. Đi trong quay kìa. Dạ rồi. Giữa đâu anh? Ủa mà quán mở mấy giờ? Mấy giờ mở ta? 3 giờ có chưa? 3 giờ có rồi. Quay trong á hơi đâu mà quay ngoài đi không? Dạ đúng rồi. Quay mất kiến luôn cho đỡ luôn rồi. Rồi ăn ở đây mấy lần rồi đó, thấy ngon ha.